trong Phật pháp thì dù là Phật tử, người đó không có biết gì về Phật pháp, nhưng mà có một cái điều là người đó sẽ nói một cách rất đơn giản là có căn. Ví dụ người đó thấy người đó tu hành tốt, mình nói ông đó có căn tu, chị nọ có căn tu. Mình không biết cái căn là gì, nhưng mà mình chỉ hiểu là ai mà tu từ tốt từ nhỏ tới lớn vậy đó, hay là người đó tự nhiên phát tâm học đạo tu tập tốt thì mình gọi là căn tu. Vậy thì chữ căn là gì? Căn là cái gốc rễ, căn là cái rễ. Ví dụ như người đó nói dốc cũng có căn. Nói dốc mà không có gốc rễ, nói mà không sợ người ta biết á, phải không? Thì thường thường á, người vậy thì căn á, nó cũng có căn lành, nó cũng có căn không có lành. Mà bây giờ mình á, thấy được cái duyên nào tốt thì mình cố gắng mình trồng, mình gieo. Cho nên ở đời á, mình đã gieo duyên đủ thứ hết rồi. Mình gặp bạn bắt tay, chào anh, tôi tên đó, còn anh tên chi? Hỏi thăm nhau cũng để làm gì? Kết duyên. Gieo cái duyên quen nhau rồi kết duyên, nói theo thế gian là kết giao. Nhưng mà cái ngày đầu mình mới gặp á, là sơ giao. Sơ giao tức là mới gặp, mới giao hảo lần đầu thôi. Rồi bắt đầu kết giao, xin số phôn, hỏi tên, tới nhà chơi. Rồi bắt đầu lâu ngày hiểu nhau, thâm giao. Còn nếu người đó chỉ qua lại cho chơi cho có thôi, mình không có bận tâm, gọi là xả giao. Còn mà nếu mà không vui nữa thì chữ giao kia là dê đê. Xả giao. Cắt đứt. Như vậy đối với tất cả trong cuộc sống hàng ngày, chúng ta đều kết cái duyên đó hết. Thì trong Phật pháp, chúng ta cần kết duyên lành trong Phật pháp. Vì vậy mà chúng ta mới có cái ý nghĩa, cái lễ gọi là xuất gia gieo duyên. Mình chưa được làm người xuất gia, nhưng mình mong mỏi, mình ao ước được làm một người xuất gia. Tại vì sao? Tại vì xuất gia luôn luôn an vui, thảnh thơi, giải thoát hơn xuất gia. Cuộc đời mình nó chỉ đổi đời có một cái dấu à. Mà hễ mà mình cất cái dấu sắc đi thì mình làm người xuất gia tự tại, rỗng rang. Mà hễ mình sơ ý để cái dấu sắc vô xuất gia thì đời mình nó cũng đi theo cái giá đó. Mà một khi mình xuất gia hay xuất giá cũng đồng đi, hai nẻo khác nhau đâu có gì. Xuất giá thì buộc ràng trong cõi ái, xuất gia tự tại sống an nhàn. Mình xuất giá thì mình có bổn phận với chồng với con, lẫn quẩn nhiêu đó thôi. Mình cũng gieo duyên đó, gieo duyên nhiêu đó thôi. Một hai đứa con rồi chăm sóc nó, rồi thậm chí là nó đi học rồi mình phải lo, nó đi học xa mình phải nấu ăn đem lên cho nó. Mà nếu nó học xa nữa mà cuối tuần nó về, mình nấu sẵn từng hộp vậy nè, rồi mình để vô đông đá rồi mình đưa cho nó về nó ăn. Mình tối ngày cứ bận rộn gieo duyên đó thôi. Còn mình xuất gia rồi thì gieo duyên khắp chúng sanh. Cho nên mỗi việc làm gì của mình đều là gieo duyên hết. Ví dụ như mình đến chùa, mình nấu ăn, mình ở trong bếp mình nấu ăn, mình không biết mình sẽ nấu cho ai ăn, nhưng mà mình biết rằng cái món ăn này của mình có cả ngàn người ăn. Vậy là ngàn người gieo duyên với mình. Cho nên khi nấu phải nấu trong thanh tịnh, thì cái người ăn đó họ mới kết cái duyên lành với mình được. Rồi lần gặp nhau, chị đi đâu?
chị đi chùa nào? Tôi đi chùa Bảo Phước. Ồ, nhiều khi vô tình, trời ơi, chùa Bảo Phước nấu ăn ngon, tôi nấu đó. Có dịp nổ. Nhưng mà mình ngay giây phút đó là mình kết duyên rồi. Cho nên khi mình nấu ăn cho đại chúng, cái tâm mình phải thanh tịnh, là mình nghĩ rằng á, mình đang kết duyên với chúng sanh. Và mình làm việc gì cho ai á, mình đừng có nghĩ rằng mình đang phục vụ, mình đang bị đầy đọa, mình đang mà mình kết duyên hết. Ví dụ như mình đi tụng đám tang, đâu có đợi quen mình mới đi. Đôi khi mình nghĩ người nào cần hữu sự, người ta có người thân mất, cần người tới tụng kinh, mình tới mình tụng kinh để kết duyên. Vậy thì duyên là mình phải tạo, rồi sau đó mình phải kết, rồi mình phải quý. Để chi? Để duyên này không mất. Cho nên mình chưa được làm người xuất gia thì mình phát nguyện xuất gia để gieo cái duyên. Mà là người xuất gia gieo duyên trong những ngày này đó, thì quý vị nhớ là bất cứ việc gì, một ngày sinh hoạt của cái thời gian này á, mình đừng có chán, mình phải hoan hỷ được dự. Ví dụ như đắp y, mà nâng tấm y lên đẹp thay áo giải thoát, áo ruộng phước nhiệm màu, duyên may nay được đắp, căn lành nguyện trồng sâu. Chứ đừng cầm y lên, trời ơi sao nó lượm thượng quá, sao mà nó rắc rối quá. Đi xuất gia mà người tu là có cái y, mà đắp y mà cảm thấy rắc rối lượm thượng là mình đang không kết duyên với nó. Cho nên đắp cái y vô phải hạnh phúc, con được duyên lành đắp cái y này. Rồi khi mà sáng ngủ dậy, mình biết rằng mình còn được một ngày để sống trong môi trường tu tập. Cho nên tất cả chúng ta cần phải kết cái duyên đó. Và quý tôn đức đã mở ra cho mình một cánh cửa phương tiện. Lẽ ra mình xuất gia trọn đời, bây giờ không xuất gia trọn đời được thì mình xuất gia gieo duyên. Quý vị không thể tham dự xuất gia gieo duyên được, mình hộ trì cho người khác xuất gia, mình cũng tùy hỷ với cái hạnh đó. Ví dụ ông chồng đi xuất gia gieo duyên, bà vợ ở nhà lo việc nhà, thôi ông đi đi để tôi ở nhà thủ dinh, để cho ông yên tâm ông đi tu. Thì ông chồng tuy không đi tu nhưng mà ông cũng kết duyên với mình đó. Bởi vì sao? Bởi ông trợ duyên cho mình tu. Ở bên Thái Lan á, mỗi khi mà người ta cúng dường á, thí dụ như một vị đó mang một cái dĩa thức ăn lên cúng dường đi, thì cái vị đương sự cúng để ngay trước mặt chư tăng á, thì chư tăng sẽ lấy cái tay để vào cái dĩa đó, rồi xong rồi cái người thí chủ cúng cũng để tay vô cái dĩa đó, rồi những người xung quanh á đứng á, để tay trên vai của cái người mà cúng đó. Rồi cứ như thế họ nối truyền với nhau, để tay lên vai của nhau. Để chi? Để cái năng lượng đó, như tuy họ không trực tiếp cúng nhưng mà họ để cánh tay chạm vào cái người gốc từ ở bên trên này, họ kết duyên với nhau. Có đôi khi họ có một cái cuồng chỉ á, họ kéo cuồng chỉ ra, chư tăng kẹp vô tay rồi truyền xuống cho Phật tử, bao nhiêu ngàn người cũng cùng cái còn cộng chỉ đó, để cái năng lượng chư tăng tụng kinh gia trì kết duyên trong cái sợi dây đó. Mình có cái lực ở trong đó kết duyên thật. Cho nên mình á, quý vị nào mà tham dự cái xuất khóa tu, hay là lần đầu tiên, hay là chưa nghe nói, thì quý vị hiểu rằng xuất gia gieo duyên nghĩa là mình gieo cái duyên làm người xuất gia, chứ chưa hẳn gieo duyên thôi. 3 ngày 5 ngày vậy đó, tùy mình. Nhưng mà nhớ rằng trong suốt thời gian mình tu tập ở đây, thời khóa nào mình cũng tham dự, và không khởi tâm chán nản, buồn chán, mà phải sanh tâm hoan hỷ vì mình được tham dự các thời khóa đó. Và xuất gia cũng, xuất gia gieo duyên này cũng gọi là du di và rất là phương tiện đó, nhá kéo thôi, lẽ ra cạo sạch đó. Nhưng mà giờ mình nhá 3 lá kéo trên đầu mình,
cắt tóc để gieo duyên, nguyện sống không ưu phiền, kết duyên cùng Tam Bảo đời này và đời sau. Như vậy, khi chúng ta được đến chùa nghe Phật pháp mà phát tâm, nghe điều lành mà phát tâm, thì chúng ta biết rằng chúng ta có một cái điều căn bản nhất của căn lành, đó là gì? Đó là tự tánh thiện căn. Tự tánh thiện căn nghĩa là tự nơi mình đã có sẵn cái tự tánh đó, có điều là tốt hay xấu thôi. Pháp Hòa ví dụ, có một đứa nhỏ, mình đâu có dạy nó giận, nhưng mà tự nhiên nó còn 2 tuổi thôi mà ai lấy đồ chơi của nó giận, nó hét lên. Như vậy nó có tự tánh của giận không? Có. Vậy thì cái căn đó không phải là căn lành, mà căn của phiền não. Rồi nó thấy mình ôm một đứa nhỏ khác, nó ganh, nó lội, nó kéo tay mình ra, nó hét lên. Nó có ganh không? Vậy thì trong tự thân của đứa nhỏ đó, nó có cái tự tánh của ganh tị, của cái căn mà căn bất thiện không? Có. Nhưng mà rồi mình đang ngồi ăn cơm, hay là mình sắp sửa mình đi đâu, một đứa nhỏ, con nhỏ xíu, nó chạy tới, nó lấy đôi dép nó để sẵn cho mình, nó có thiện căn không? Có. Như vậy thì trong mỗi chúng sanh ta đều có 2 căn: căn bất thiện và căn thiện, gọi là tự tánh thiện căn hay là tự tánh bất thiện căn. Xin lỗi đại chúng là không có trường, không có ai mở lớp tình yêu hết á. Tự nhiên tới tuổi đó cái nó nhìn cái đối tượng khác nó biết yêu. Không ai dạy nó làm thơ tình yêu mà tự nhiên nó xôn xao, nó buồn thương sao cái nó biết làm thơ. Tại sao tôi nhớ người ta? Tại sao kẻ lạ hóa ra bạn lòng? Tại sao bạn có biết không? Tại sao mới gặp mà lòng xốn xang? Rồi có nhiều khi nó đi tìm hoài, nó không có, cái nó than, nó rên. Có khi đi nửa cuộc đời cũng không tìm được một người mình yêu. Có khi chỉ một buổi chiều mình gặp người ấy, mình yêu đến giờ. Như vậy rõ ràng có cái chủng tử yêu thương ái luyến trong đó. Vậy thì trước hết mình phải nhận ra rằng chúng ta có một cái căn, đó là căn thiện và căn bất thiện. Cái đó gọi là tự tánh thiện căn. Trong mỗi chúng sanh có 2 cái điều căn lành và căn không lành. Thế thì bây giờ mình tu á, là để mình nhận diện ra mình có căn lành và căn không lành, thì phải tìm cái môi trường để cho căn lành nó phát triển. Ví dụ mình hay giận mà gặp một cái người kế bên hay đốc, họ làm giám đốc mà họ không dám làm, họ không dám làm cho nên họ chuyên môn làm giám đốc, và mình là người bị đốc. Và khi bị đốc rồi là mình bị độc, phải không? Mình bị độc. Mà độc đó là gì? Là tham sân si, căn bản phiền não. Cho nên tại sao mình phải đi chùa? Tại vì chùa được định nghĩa là thân cận thiện xứ, viễn ly ác xứ. Là mình cái nơi mà mình gần được người lành, mình xa cái bất lành. Pháp Hòa ví dụ vô chùa có giận không? Nhưng mà có giận cỡ nào đi nữa, có gây cỡ nào đi nữa, lời thô không có. Có gây với nhau gây chay thôi, không có gây mặn. Nếu mà mình cũng một câu chuyện đó mà gây ở ngoài đường á, là biết bao nhiêu tiếng chửi thề nó có mặt. Nhưng mà ở trong chùa mà giận lắm, nói gì đi nữa không bao giờ chửi thề. Cho nên ở trong cái môi trường này
làm gì làm nó cũng tốt. Ví dụ nè, mình có cái tánh lười biếng, bây giờ lỡ đăng ký vô dự khóa tu rồi, sáng 5 giờ ta thỉnh chuông báo thức, lăn qua lộn lại thấy ai cũng ngồi dậy hết, không lẽ mình nằm dài ra đó coi gì được. Cái thề là phải ngồi dậy, ngồi dậy đi ra với đại chúng. Như vậy thì cái môi trường này nó làm cho cái căn siêng năng của chúng ta phát triển, và nó làm cho cái căn lười biếng của chúng ta nó không phát triển. Cho nên tại sao khi một đứa con còn nhỏ, mình luôn luôn tạo cho nó, ngoài cái chuyện đi học chính, mình còn cho nó đi học võ, học đàn, học đủ thứ. Để làm chi? Để đưa nó vào cái môi trường lành mạnh học tập, mà không để nó lãng phí thời gian. Và khi mà chúng ta đi vào một cái định nào đó thì chúng ta không còn thời gian để lo việc khác. Cho nên thời khóa trong một ngày rất là chặt. Sáng mấy giờ dậy, mấy giờ tụng kinh, mấy giờ ăn sáng, mấy giờ nghe pháp liên tục. Để chi? Để mình không có rảnh rang để sanh bất thiện căn. Mà một trong những cái bất thiện căn của mình là ngồi hỏi thăm nhau, rồi một lát nữa hỏi thăm hàng xóm. Mà một lát nữa là chuyện hàng xóm nhiều hơn chuyện của mình. Cho nên rồi nó cứ tưới tẩm cái hạt giống bà Tám. Vì vậy cho nên thứ nhất là mình phải ghi nhận một điều đầu tiên là chúng ta có tự tánh thiện căn, và chúng ta phải nuôi dưỡng cái thiện căn đó. Thưa đại chúng, dù là người xuất gia, nhưng nếu mỗi ngày không có siêng năng tưới tẩm cái hạt giống xuất gia đó, cái cây mà mình mới vừa trồng đó cũng từ từ héo mòn, và đường tu mình nó không có tiến bộ. Bước đầu học đạo nó chỉ là bước đầu thôi. Và ngay khi mà được cạo đầu, được thọ giới rồi, thì quý tôn đức thường nhắc nhở mình: các vị nhiều đời đã trồng căn lành, cho nên hôm nay mới được cái tướng gọi là phương đảnh viên bào. Viên đảnh phương bào là cái đỉnh của mình nó tròn, gọi là đầu tròn đó. Phương bào là áo vuông, gọi là đầu tròn áo vuông. Quý vị thấy cạo đầu á, cạo đầu tròn, đắp cái y á, hình vuông gì nè, thấy không? Đó là đầu tròn áo vuông. Rồi quý vị thấy cái áo hoặc hò quý vị mặc không? Cái cổ thì nó tròn, ở bên trong cái lưng á, đắp một cái miếng vải vuông. Đầu, cái đầu của áo thì nó tròn, cái bên trong phía dưới nó là vuông. Cho nên dù là mình một người cư sĩ tóc chưa cạo, nhưng mặc cái áo vạt hò đi chùa cũng nhắc nhở mình đầu tròn áo vuông, nghĩa là sống cho vuông tròn. Hai vợ chồng thương nhau nhưng hằng ngày không tưới tẩm hạnh phúc thì hạnh phúc cũng dễ vụt bay lắm. Cho nên bất cứ cái gì chúng ta có, chúng ta phải thường xuyên tưới tẩm, mà trong đó cái thiện căn của mình cũng vậy. Cho nên mỗi ngày tụng kinh không phải để Phật nghe, mà tụng kinh để mình tưới tẩm căn lành của mình. Đừng để cho cái căn lành mình nó mất. Nó khổ một cái á, kinh thì khó thuộc, mà chuyện chúng sanh là mình thuộc lào hết. Quý vị để ý, nhỏ hồi nhỏ mấy chú tiểu ở chùa vậy, học mấy cái bài kệ mà thỉnh Đại Hồng Chung á, sáng nào cũng rất dậy thỉnh, chiều thỉnh Hồng Chung sơ khấu bảo kệ cao ngâm, thượng thông thiên đường hạ triệt địa phủ. Tức là lần đầu thỉnh tiếng chuông Đại Hồng Chung này, gọi là Hồng Chung sơ khấu bảo kệ cao âm, là mình ngâm cái bài kệ này lên một cách hay. Bảo kệ cao âm thì mình mong rằng tiếng chuông này, lời tụng này, trên thấu thiên đường, dưới thông địa ngục, thượng thông thiên đường, hạ triệt địa phủ, học dữ lắm mới thuộc. Nhưng mà chỉ cần mà ngồi mà ráp lại chế một bài đó thôi: Hồng Chung dưa hấu, bảo kệ dưa leo,
thượng thông thèo lèo, hạ triệt đu đủ, nam mô vừa ru vừa ngủ. Chế xong rồi 5 phút sau ông nào cũng thuộc Lào hết trơn. Có khi đôi lúc lên tụng là quên đó, tụng bài đó đó. Cho quý vị mới biết rằng á, cái chúng sanh mình có một cái tập nghiệp là cái gì thiện lành á mình lâu nhớ lắm, mà cái gì bất thiện là nhớ dài. Ví dụ thử bây giờ người ta nói xấu mình coi, không bao giờ quên. Hoặc là người nào người ta làm một cái gì đối với mình coi, hiếm khi nào mình quên lắm. Mà cái gì mà vui vẻ gần gũi mình hay quên. Đó, gần gũi nhất là lời kinh tiếng kệ. Cho nên tại sao chư tổ soạn ra cho mình một quyển gọi là kinh Nhật tụng. Nhật là mỗi ngày, tụng, Nhật tụng là kinh tụng mỗi ngày, kinh tụng hàng ngày gọi là Nhật tụng. Tụng Di Đà, tụng Phổ Môn, tụng những cái bài kinh căn bản ngày nào cũng tụng. Tụng vậy chi? Để tưới cái căn lành đó. Niệm Phật để chi? Để tưới căn lành Phật. Ăn chay, ăn chay để chi? Tưới cái căn lành từ bi bất sát. Đứng trước bằng hãy đi ngang Phật chắp tay. Vậy thì khi mình chắp tay đó là mình phát triển cái căn lành cung kính. Chắp tay đó là để mình gieo duyên với Phật. Cho nên bất cứ việc gì chúng ta làm trong Phật Pháp mỗi ngày đều là tưới tẩm cái hạt giống đó. Cho nên đó, mỗi lần đi chùa đem áo tràng theo, mặc áo tràng lại Phật. Ai không có áo tràng thì mặc kín đáo lại Phật cũng tốt. Nhưng mà dứt khoát khi đi chùa là phải mặc kín đáo. Thì cái mặc kín đáo đó là mình gieo cái căn lành với Phật Pháp. Mà mình mặc mà không có kín đáo, nội người ta quở không cũng đủ mệt. Ê, đi chùa đi chơi vậy. Thấy không? Mình cho nên khi mà mình một cái mình khởi niệm, mình khởi đầu không có lành mạnh, không có để ý thì người khác ta cứ dòm ngó mình hoài, ta cứ nói, ta gieo cái hạt giống vô. Thành thử ra thế mà mình làm cái gì thiện coi, mỗi người đi ngang nói một câu. Thí dụ bây giờ cái bình hoa này đẹp nè. Chà, đẹp ha. Một người nói, hai người nói, ba người nói. Mà cái bình hoa này mà cấm không đẹp, mà để không dễ thương á, bình hoa kỳ cục. Ta nói riết cái này nó cũng tiêu. Cho nên trước hết là mình ghi nhận mình có tự tánh thiện căn, trong đó có vô tham, vô sân, vô si. Mà vô tham nghĩa là mình có giới, vô sân là có định, vô si là có tuệ. Người tham sân si thì phải lấy giới định tuệ tu. Cho nên Tôn Ngộ Không á, là tượng trưng cho sân. Trư Bát Giới là tượng trưng cho tham. Sa Ngộ Tịnh là tượng trưng cho si. Ba nhân vật đệ tử của Ngài Huyền Trang ở trong Tây Du Ký đó là tượng trưng cho tham sân si. Mà cái anh mà ảnh sân á, ảnh si, ảnh tham á, anh nào cũng phải tu hết. Cho nên đi theo đường tăng để đi thỉnh kinh. Sáng nay đại chúng ngồi đây 500-700 người, có đem đệ tử mình theo không? Có. Ba đứa đệ tử tham sân si của mình nó theo mình suốt mà. Mình đi đâu nó đi đó. Mà hễ mà tới giờ ăn, mà tới phiên nó tới, mà hết cái món nó thích là bắt đầu nó hơi quạo rồi đó. Là khi lúc mà khi mình nó quạo lên rồi thì mình nhớ nói với nó là tu nghe con. Bữa nay mình tu. Thành thử ra thưa đại chúng là vô tham, vô sân, vô si là 30 đức tánh tốt. Mà muốn vô tham thì mình tu cái gì? Vô tham là giới, vô sân. Khi người không có sân là có định, người không có si là có trí tuệ, người không có tham là nhờ có giữ giới. Tham thì nó nhiều loại tham lắm, không phải chỉ tham tiền, tham ăn, còn nhiều thứ tham. Mà hễ mà thiếu giới là cái tham nó sanh. Rồi, đó là một cái. Nhớ cái căn đầu tiên ha. Căn lành đầu tiên là tự tánh thiện căn. Mà mình biết rằng mình có tự tánh thiện căn thì phải tìm môi trường để cho cái thiện căn đó nó sanh. Nhưng mà ngược lại, thí dụ một cái người đó họ nghiền thuốc lá, sau khi họ bỏ thuốc lá rồi
mà họ còn đang mới quá, mà họ gần những người mà đang hút rồi, có thể họ sẽ trở lại hút thuốc đó. Nhưng mà nếu như họ dứt khoát họ bỏ, họ cố gắng họ tìm những người bạn không hút thuốc gần gũi với họ thì sẽ giúp cho họ, bởi vì vượt được cái trở lại cái sự hút thuốc của mình. Cho nên á, cái bất thiện căn nó cũng có, nhưng mà nếu chúng ta cứ sống hoài trong môi trường đó thì bất thiện căn nó xong. Cho quý vị thấy mấy đứa nhỏ đó, tuy nó nhỏ nhưng mà nó đã biểu lộ tham sân si ở nơi đó, thì mình làm cha làm mẹ làm ông làm bà không nên tưới nó. Ví dụ nó đang đi mà nó thấy con kiến đó, nó rượt theo nó đạp á, mà cha mẹ ông bà hay lẹ lên con, lẹ lên, đạp lẹ lẹ, ô chà đạp chết giỏi quá. Rồi đôi khi nó đi ngang một cái bàn, nó đụng cái bàn đó, cái nó khóc lên, cái mình nói ô trời ơi, cái bàn hư quá, cái bàn làm cháo bà nội hư ha, đau ha, để bà nội đánh nó nghe con. Cái mình lợi cái bàn mình hư nè, hư nè, làm cháo bà hư đó, mình tập cho nó đó, mai mốt ra đường ai đụng con cứ đục nó đại đi. Mình tưới tẩm cái đó, phải không? Nếu ngược lại sao mình không nói trời ơi, ồ con đau, mình làm cái bàn đau quá con, thôi mình lại mình xin lỗi cái bàn nghe. Mình dạy cho nó hễ đụng là có lỗi của nó, cái bàn ta ở đó tại sao nó đi nó không thấy. Mình phải tưới tẩm cái hạt giống thiện nó ngay từ thuở nó nhỏ, chứ không nên làm ngược lại. Ví dụ như á, nhiều lúc á, nó tham nó giành ăn của đứa em đứa anh đó. Thật ra đối với con nít là nó không có tội lỗi gì, nhưng mà mình biết rõ ràng cái chủng tánh bất thiện nó đã bắt đầu sanh khởi khi nó đã còn nhỏ. Tại sao nó cứ ngồi nó ăn của nó không ăn, mà cứ của người khác nó trèo qua nó bóc, phải không? Hoặc là nó ganh tị thế này thế kia, phải dạy nó. Vì mình, xin lỗi đại chúng, cái tâm mình nó cũng giống như một đứa nhỏ vậy đó. Tuy rằng cái xác mình lớn chứ nhiều khi tâm mình nó nhỏ xíu à. Có nhiều khi cái xác mình 200 pound á, mà cái tâm từ bi của mình nó có 100 gram à. Mà cái tâm sân giận, tâm phiền não của mình nó tới 10 kg rồi. Cho nên á, mình chăm sóc tâm cũng như mình để ý một đứa nhỏ. Nó vừa đứng lên là mình phải theo dõi nó luôn. Mà mình nuôi con á, là mình để ý tính con, để rồi mình tìm cách giáo hóa nó. Cho nên Pháp Hòa rất là thương các bậc cha mẹ từ nhỏ đã thấy con mình sao tánh tình nó hung hãn và luôn luôn chạy tới quý thầy, nhờ quý thầy tìm cách nào, chỉ cách nào để giúp cho con của con, dạy cho con, nuôi dưỡng con. Con đó là những bậc cha mẹ thấy được cái căn tánh bất thiện của đứa con mà nuôi dưỡng nó. Để chúng để ý, rồi bản thân mình cũng vậy. Đôi khi cái chuyện rất là nhỏ mà mình vẫn chấp, mình giận, mà bao nhiêu người khuyên mình vẫn không buông được đó, rồi mình thấy cái đó là mình dở. Và mình phải thấy cái hạt giống bất thiện đó, hay hờn mát hay giận hờn, thì từ đó mình phải tập dần đi. Bởi vì nếu mình muốn làm người giải thoát, cái đó nó không làm mình giải thoát được. Nó không làm mình giải thoát. Bây giờ Pháp Hòa thưa đại chúng là Việt Nam mình đó, muốn giúp cho người khác giải thoát bằng cái ý niệm này. Thậm chí một người đó thiếu nợ mình, hay là khi còn sống hai người giận nhau, vậy mà nghe tin người đó chết, mình đích thân tới thắp cây nhang. Còn sống tôi với anh phiền não với nhau ha, thôi hôm nay nha, tôi thắp cây nhang này cho anh tiễn anh. Nghĩa tử là nghĩa tận. Nghĩa tử là nghĩa tận, nghĩa là cái sự mất mát này mình giải quyết với nhau trong đời này luôn. Hồi đó tôi với anh đánh bài, anh mượn tôi 100 mà anh quên trả. Mà giờ mà tôi không xóa cho anh là anh nợ tôi. Thôi bữa nay tôi thắp cây nhang cho anh nghe, tôi với anh xù. Xí xóa. Mình có giận người kia nhưng sao đó nghe người đã chết, mình không tới được, phải không? Trong tâm mình khởi anh A anh B gì đó, tôi nghe tin anh mất rồi, thôi tôi với anh xả nha. Những gì mình không vui với nhau bỏ hết nha. Anh có lỗi với tôi cũng tha thứ, mà nếu tôi có lỗi với anh, mình tha thứ cho nhau.
Đó, đó là ý niệm của giải thoát đó. Mà bây giờ mình tu là mình phát tâm đại thừa, gọi là tâm cầu giải thoát, mà mình thoát không nổi những cái ràng rịch nhỏ nhí đó, làm sao mình cái căn lành mình phát triển. Cho nên á, một người xuất gia rồi đó thì tâm của mình phải rỗng rang, không còn những cái chấp trước bình thường. Thưa đại chúng, ở đây tại San Jose có một bà cụ năm nay 86 tuổi. Bà niệm Phật buổi sáng không là một ngày buổi sáng từ 8 giờ tới 12 giờ là 30.000 câu. Một buổi sáng niệm 30.000 câu niệm Phật. Ăn chay trường. Bà nói với Pháp Hòa, con không có dám lập bàn Phật sang trọng, bây giờ già rồi, để cái bàn Phật đơn giản để hàng ngày niệm Phật thôi, để khi mình đi cho nó nhẹ, chứ giờ mua đồ tốt quá là lỡ tiếc. Quý vị thấy không, cái tâm ý mình đâu có nghĩ tới chuyện đó đâu. Mình có bằng Phật là mình muốn mua cho thiệt là đẹp, để Phật cho trang nghiêm. Nhưng mà bà cụ này tu tập mà cái tâm giải thoát đến mức độ như vậy. Nói như vậy không có nghĩa là mình mua đồ tốt cũng Phật không được nha. Nhưng mà ở đây Pháp Hòa ý muốn nói, nếu quý vị có tốt đi nữa, có bằng Phật tốt, tốt chứ, trang nghiêm Phật đường, nhưng mà nhớ này là tạm, này là tạm thôi. Nếu mình có đi á, bây giờ mình trang trí cho trang nghiêm vậy để giúp cho mình hướng tâm về Phật, phải không? Nhưng mà khi có xả đi nữa, để lại cho con cháu xài, không có đem theo được, lỡ sợ mau sợ uổng, nó để lại cho con cháu xài đỡ tiếc. Mình cái tâm của mình ngộ lắm, cho người dân mình không cho, chứ cho con cháu cho liền. Cho nên thôi, để giúp cho mình giải thoát nó để lại con cháu. Nhưng mà ở đây Pháp Hòa chỉ muốn ví dụ cái tâm giải thoát của chúng ta. Thậm cho nên nó trong bát giải thoát đó, 8 bước giải thoát nó có 2 cái bước đầu. Một là đối với thân. Đối với thân, chúng ta đừng có thương cái thân, gọi là lưu luyến cái thân. Nói như vậy không có là mình khinh xuất nó, mình vẫn chăm sóc nó, bảo hộ nó, nhưng mà biết thủy chung nó cũng giả, rõ ràng là nó tạm. Mới ngày nào mình đi dài cao gót, bữa nay có cây gậy kế bên, không? Mới ngày nào tóc mình bới đẹp, bữa nay phải cắt gọn lên tại bới hết nổi rồi. Cho nên tất cả đều thay đổi. Rồi đối với thân quán như vậy, đối với cảnh vật bên ngoài mình cũng quán như vậy. Được hai cái bước giải thoát thân và vật chất xung quanh. Cái thiện căn thứ hai chúng ta gọi là công đức thiện căn. Ở nơi tự tánh của chúng ta có đủ bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, trí tuệ. Pháp Hòa ví dụ, một cái người đó không biết gì về Phật Pháp hết, không biết chuyện tu hành, nhưng mà đi ngang thấy một người đứng, một cái bà cụ xin tiền, tự nhiên người đó móc tiền cho. Vậy thì người đó có tự tánh bố thí không? Mặc dù không biết về Phật Pháp hết á, nhưng mà họ thấy cái người khổ, họ biết đem tiền ra cho, tự tánh bố thí. Rồi họ đang đi lái xe, họ lái xe vậy mà họ thấy cái bảng để là khu vực của trường học, tự nhiên lái chậm lại. Họ thấy cái đèn vàng, họ lái chậm lại. Mà họ thấy đèn đỏ, họ ngưng hẳn. Họ tuân thủ những cái luật lệ căn bản trên đường đi. Thậm chí là họ đi chợ, giá bao nhiêu họ đem rạo tính nhiều, chứ không có lén lén họ lột cái giá khác họ để vô. Vậy thì người này có tự tánh trì giới không? Mặc dù không biết gì Phật Pháp à, nhưng mà căn bản nhất người ta vẫn biết rằng phải giữ luật, bố thí rồi, trì giới rồi. Dù người đó không biết tu hành gì hết, nhưng mà họ cũng biết được rằng thôi chuyện không đáng, nhịn nhường đi. Có nhẫn nhục không? Có. Bố thí, trì giới, nhẫn nhục. Họ làm một cái điều gì họ hứa với người ta rồi,
Mặc dù 4-5 giờ sáng họ dậy họ vẫn làm, tại vì họ hứa với bạn bè làm cái đó rồi. Có tự tánh của tinh tấn không? À. Như vậy nơi mỗi chúng sanh đều có tự tánh căn lành của công đức, đó là bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, trí tuệ. Căn bản ai cũng có tự tánh đó hết, có tự tánh thiện căn của công đức. Nhưng đối với người Phật tử cái này nó trội hơn nữa. Bởi vì sao? Bởi vì chúng ta được trợ duyên bởi, một là giáo lý Phật pháp nhắc mình bố thí, rồi hai nữa là gì? Những cái cảnh bên ngoài nó giúp cho sáu cái thiện căn này phát triển. Bây giờ mình muốn bố thí mà không ai xin lấy gì cho. Giờ mình muốn trì giới, mình muốn thiền định, mình muốn nhẫn nhục, mà không có những cái cảnh nó đến thì làm sao mình phát triển được cái đó. Cho nên nhiều khi trong một việc làm nó đủ cả sáu độ. Phong và ví dụ như quý vị đi chùa làm công quả, bây giờ trong việc làm công quả của mình có đủ lục độ không? Có nè. Mình cung hiến thời gian của mình, nấu ăn, đi chợ, quét nhà, sắp xếp cho đại chúng. Như sáng nay có những anh tới chùa thật là sớm, đứng ở các bãi đậu xe để điều khiển các chiếc xe vào bất chấp nắng gắt. Có những vị lái chiếc xe bus ở đâu bãi đậu xe đâu đây đó, để lái chở từng đoàn người Phật tử về đây để tham dự. Thì quý vị thấy rõ ràng người này có bố thí không? Bố thí thời gian, bố thí công sức. Nhưng mà trong khi bố thí thời gian như vậy á, có trì giới không? Giữ luật nha, lái xe cho cẩn thận, phải đụng đâu đậu đó nha. Nhiều khi Phật tử đi chùa mà không đậu xe ẩu á, đi ra có cái ticket. Pháp Hòa nghe nói kỳ rồi á, 20 tháng 5 Pháp Hòa ghé đây đó, Pháp Hòa cũng cống hiến một số ticket cho City. Có những Phật tử đậu sai chỗ bị phạt. Trong việc làm lành của mình cũng phải có trì giới, tại không là mình sẽ phạm luật. Nhẫn nhục, trời ơi, đâu phải kêu người ta đậu xe ở đâu người ta đậu đó đâu. Đôi khi người ta cãi lời mình, đôi khi người ta mắng mỏ lời mình, phải có nhẫn nhục. Trong bố thí phải có nhẫn nhục, trong bố thí phải có trì giới. Ví dụ như nè, con đệm này cúng chùa đi con, má mới ăn cắp được thằng kia đó. Thí dụ vậy đó. Hay là nói con nhỏ này nó mới ăn cắp cho thuốc nè con, nó bán rẻ lắm, mua cúng chùa con, mua đồ ăn cắp cũng không được. Còn mình mua ăn đồ ăn cắp mình cúng chùa là mình đang khuyến khích người khác ăn cắp dữ lên nữa. Mà với một câu trời ơi chị mua, chị bán rẻ ghê, tôi mạo hết cúng chùa. Bà kia bà nghe cũng an ủi ha, mình ăn cắp mà người ta cúng chùa cũng hay. Chứ quý vị thấy trong bố thí mà không có trì giới thì nhiều khi cái bố thí đó cũng có một phần không phải trì giới. Rồi khi mình làm mà người ta khen chê mà mình bỏ cuộc đó, trong bố thí phải có nhẫn nhục, trong bố thí phải có định tĩnh. Bố thí cách nào? Tùy theo người mình cho chứ. Ví dụ như cái người đó, người ta lạnh mình cho áo lạnh. Ví dụ như mùa trời đang nóng bức như vậy nè, mà mình đem được một chai nước lọc hay cây quạt tới là nó đúng lúc. Nó lạnh không mát, chùm mền mát. Thì nó hỏi chi vậy? Người tác nhìn vô thấy hiếu thảo quá, nhưng mà hiếu thảo không đúng lúc. Trời đang nóng vậy mà lấy chùm mền. Thì làm cái gì nó phải đúng việc, thì cái đó là định và trí, nó giúp cho mình thấy được. Cho nên trong mỗi việc làm á, một độ thôi, bố thí, nó có năm độ khác là trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, trí tuệ. Và ngược lại, trì giới cũng là bố thí. Tại vì sao? Ví dụ đèn đỏ mình phải dừng, thì mình làm cho người khác an toàn, không mất tánh mạng. Như vậy thì ngay cái trì giới giữ luật đi đường là mình cũng giúp cho người khác giữ được tánh mạng, là mình bố thí cho người khác. Hay là thậm chí là mình chở một cái người khác đi chùa, nhưng cũng phải giữ luật. Cho nên tất cả việc làm của chúng ta nó đều phải có
một độ mà có những độ khác. Và từ đây chúng ta sẽ nhận rằng không phải đợi mình là Phật tử mình mới có thể phát triển được sáu cái chủng tánh căn lành của lục độ trong mình, mà ai cũng có. Người đó không phải là Phật tử, không biết chi tu hành, nhưng nơi tự tánh họ cũng đã có cái đó rồi. Nhưng mà đặc biệt hơn, mình là một Phật tử thì cái cơ hội mình hiểu rõ cái này hơn, nhiều hơn. Ví dụ như trong bố thí, bố thí nó có ba loại: bố thí tiền, bố thí pháp, bố thí vô úy. Rồi trong cái bố thí tiền tài đó, nó có hai loại: nội tài, ngoại tài. Thấy không? Vì cho nên khi mình là một Phật tử, mình học một cái giáo lý về bố thí thôi mà rất nhiều cách. Và thậm chí khi bố thí phải thấy vật, thấy mình, thấy người nhận đều đi đến cái chỗ vắng lặng, gọi là tam luân không tịch. Tam luân không tịch là gì? Ba cái vần vắng lặng đó là mình là người cho, người kia là người nhận, đây là của cho. Thế gian á, thì người ta vẫn cho, nhưng mà ta sao? Nhớ nha, tôi giúp anh á, bữa khác anh không giúp là tôi giận. Nhưng mà Phật tử á, mình bố thí tới chỗ viên mãn hơn, màu nhiệm hơn, là không thấy mình là người thi ơn, người kia là người nhận ơn, đây là vật cho. Chẳng qua mình phải thấy rằng mình có duyên lành, được có của để cho, đúng lúc người kia cần để nhận cái này, và rất may là mình còn cái phước có cái của này để cho. Như vậy rõ ràng chẳng qua là mình đủ duyên lành, phước đức để làm thiện thôi, chứ không có gì hết. Bây giờ ví dụ mình có khả năng cho, có của cho, mà không ai xin thì lấy gì mình cho? Cho nên người cho cũng phải cảm ơn người xin. Nhờ người xin mà mình mới thực hiện được cái tâm nguyện bố thí của mình. Đó, đối với một người đời, người ta vẫn bố thí, nhưng bố thí người ta là quan niệm là ban cho chấm hết, ai không nhớ tôi giận, ai không làm ơn lại cho tôi buồn. Nhưng người Phật tử, mỗi một cái độ của mình có sâu sắc hơn về giáo pháp, có sự tu tập, cho nên cái thiện căn về bố thí của mình sao, nó tăng trưởng mà nó không đứt ngang đó. Ví dụ như thôi tôi không có làm lành làm thiện gì nữa hết, tôi toàn gặp người phản không à, tôi làm lành cho người ta mà ta phản bội, người ta không tốt với tôi ngưng, tôi không làm nữa. Đó là thế gian. Nhưng mà Phật tử mình thì bố thí khác rồi. Không sao, biết đâu đời này tôi thấy vậy, chứ biết đâu chừng đời trước tôi nợ họ tôi trả. Rồi hay hơn nữa là không sao, tại vì ngay khi làm là tôi đã không nghĩ gì rồi, cho nên giờ họ nhớ hay không tôi đâu có buồn. Quý vị thấy được cái chỗ đó không? Sâu sắc hơn của người Phật tử bố thí. Cái đó gọi là gì? Công đức thiện căn. Ngay khi mình nhẫn nhục, mình nhiều khi khoe, trời ơi chị biết không, tôi bây giờ tôi giỏi lắm nha, nó chửi tôi nín à. Nhiều khi mình nín không phải mình giỏi đâu, mình biết tẩy mình rồi. Mình biết mình có lỗi chút trong đó rồi. Hoặc là đôi khi mình nhịn xong rồi nói đâu có gì đâu. Mình nhịn được thì cứu vãn được tình thế. Cho nên á, người Phật tử á, chúng ta vẫn làm bất cứ tất cả những việc lành như chúng sanh bình thường ta làm. Thế gian ta cũng có những hội từ thiện, ta bố thí, ta làm những việc lành vậy. Nhưng mà người ta dễ ngang đó ta ngưng, nếu việc lành đó không thỏa mãn người ta nữa, không thoải mái người ta nữa. Nhưng mà đối với người Phật tử, mình quán chiếu sâu sắc hơn về cái căn lành của mình, và phải thấy rằng đó là cái căn lành, cái phước đức của mình, chứ không phải là chuyện bình thường. Quý vị thấy là bây giờ nội cái chuyện nghe pháp thôi, mình có thiện tâm muốn nghe pháp, nhưng không ai giảng pháp lấy gì mình nghe. Rồi bây giờ nếu có người giảng pháp mà không có một phương tiện truyền tải tinh vi như bây giờ, để lên trên YouTube thì lấy gì mình nghe, phải không nè? Thành thử ra mình mới thấy rằng mình có căn lành muốn nghe pháp, nhưng trong đó cũng có cái phước để căn lành đó tăng trưởng, là phương tiện để giúp cho căn lành này tăng trưởng.
Cho nên nhiều khi á, mình bố thí, mình tâm mình muốn cho mà khổ nổi không có của, không có gì để cho, phải không? Rồi bây giờ có mình có của mà không ai đến cần cái đó, mình cũng chịu thua luôn, phải vậy không? Cho nên người Phật tử phải thấy được cái căn lành thứ hai mình phải có là thiện căn phước đức. Và chính vì vậy cho nên mỗi lần mình làm được việc gì là luôn luôn nói với mình, đây là thiện căn phước đức chứ không có thi ơn gì cho ai hết. Cho nên người ta nhớ không là bình thường, đây là tôi đang tưới tẩm thiện căn phước đức của tôi. Được không? Rồi. Thứ ba gọi là tịnh giới thiện căn. Đó, hôm nay quý vị mà đi chùa Phật tử căn bản là giữ năm giới nè, rồi đi xuất gia gieo duyên thọ 10 giới nè, mỗi tháng về chùa thọ bát quan trai giới nè, rồi tu năm giới thời gian, rồi sinh thọ tới thập thiện giới nè, rồi tại gia Bồ Tát giới nè. Không có người nào trong hàng ngũ đệ tử Phật mà không có giới để hành trì. Tùy theo cái môi trường, cái hoàn cảnh của mình. Mình là cư sĩ tại gia thì giữ năm giới, được đi xuất gia thì giữ 10 giới, rồi đủ thời gian tu tập rồi thọ trì tới 250 giới, vân vân. Và bây giờ mình là người cư sĩ mà muốn tu quá, muốn xuất gia quá, không được trọn đời, thì Phật phương tiện cho mình thọ bát quan trai giới. Thật ra bát quan trai giới hàng tháng quý vị thọ đó cũng là giới xuất gia rồi đó, nhưng mà làm gọn lại thành 8 giới và thời gian tu là 24 tiếng. Cho nên mỗi tháng đi xuất gia một lần, mỗi tháng đi xuất gia một lần là do cái ngày tu bát quan trai đó. Mà mình phải làm sao tưới tẩm cái đó để cho cái căn lành về tịnh giới của mình phát triển. Pháp Hòa ví dụ, có nhiều khi mình giữ giới một thời gian sau cái mình thấy bình thường quá. Đôi khi mình bây giờ mình hết cái tham thô rồi, bắt đầu tới cái tham tế, cái tham vi tế không có. Mà ngay cả khi cái sân mình không có nổ lên, nhưng mà cái sân nhỏ nhỏ cỡ sân này nhiều lắm. Sân phi trường không có, chứ cái sân nhỏ nhỏ nhiều. Cho nên mình phải biết rằng đời này mình nghe giới mà mình phát tâm mình lãnh nhận được á, là mình biết mình tưới tẩm, mình đã có căn lành về tịnh giới. Và khi quý vị thọ giới, cái nào mình đã giữ vững được tốt á, là phải biết rằng mình đang tưới vào cái căn lành đó. Còn cái nào mình chưa được thì phải cố gắng tưới để cho cái hạt giống trì giới đó nó phát triển. Ví dụ như mình cái gì cũng được, có cái tật nói dốc bỏ không được, cái đó cũng làm một cái gì cũng tốt hết à, có cái tật nói dốc. Còn không thì cái tật nổ, pháo đại, pháo tiểu, cỡ nào mình nổ cũng được hết. Thì mình biết cái đó cũng là cái tật của mình. Hoặc là đôi khi á, mình không có nói dốc nói dối, nhưng mình có một cái tật hay rủa xả người khác, hay mắng hay rủa người khác, thì biết rằng cái đó cũng là thuộc về ác khẩu, đừng có tưới cái đó. Cho nên mình ở trong chùa đó, mình sống trong một cái đời sống người Phật tử thôi, tu tập Pháp Hòa nói chung á, đều là cái cơ hội để mình tưới tẩm sự trì giới của mình thôi. Đừng có nghĩ là vô chùa mình mới trì giới, mà khi mình trì giới rồi là ở đâu mình cũng trì giới được, ngay trong nhà của mình. Vợ chồng nói chuyện với nhau là không bao giờ gọi mày tao, dù có giận lắm là ông với bà, tôi với ông thôi, hay bà với tôi thôi, là nghe nó cũng đã hơi không có ngọt rồi đó. Nhưng mà nếu mà mình nói tới những lời thô hơn nữa thì mình đang tưới vào trong tâm thức mình những ngôn từ không dễ thương. Mà nó ngộ cái lúc giận nói vậy đó, mà tới hồi thương bắt đầu quề lại cái anh em nghe nó mắc cỡ nói lại mắc cỡ mới hôm qua tôi với ông mà nếu mày với tao là nghe nó còn thô dữ nữa, chứ không nói. Cho quý vị thấy không, người tu trong chùa gọi nhau là huynh đệ, thầy trò. Giận lắm mà thầy mình mà giận mình lắm là kêu mình bằng ông, chứ người tu không có bao giờ xưng với nhau mày tao hết á. Nghe nó không có dễ thương. Trong miền Nam á, thì ví dụ ở dưới miền Nam mà các thầy mà hay ở ngoài đời đó, tụi mày
là nghe dữ lắm rồi đó. Tụi mày tụi bay. Cho nên á, tất cả ai cũng có cần phải tưới tẩm thiện căn về tịnh giới. Quý vị đừng có sợ quy y. Mình quy y là để mình biết mình là một Phật tử. Mà mình có làm gì đi nữa đó, cũng nhớ là Phật tử, cái mình cũng rút tay lại bớt. Mà lỡ mình làm sai á, thì tự nhiên cái tâm nguyện mình là Phật tử nó nhắc nhở mình, mình sanh được cái tâm tàm quý hối hận, đỡ lắm. Có nhiều vị nói thôi tôi không quy y đâu, quy y rồi lỡ làm tội. Bộ không quy y rồi làm không tội hả? Mình quy y rồi mình có làm đi nữa, mình thứ nhất là mình nương tay, thứ hai là mình gọi là gì? Hối hận, tàm quý. Có nhiều người ăn trộm nha, nhưng mà vô lấy xong nó thôi, để lại nghít cho gia chủ người ta xài. Thì cái tên ăn trộm đó cũng còn chút gì? Chút lòng thiện, còn chút lòng bố thí, chứ không thôi là vơ vét sạch sẽ. Cho nên thưa đại chúng là căn lành về tịnh giới. Rồi cuối cùng là cái căn lành tối thắng. Hồi nãy Pháp Hòa thưa là một là mình có gì? Chủng tánh thiện căn, phước đức thiện căn, tịnh giới thiện căn. Bây giờ là tối thắng thượng thiện căn. Hồi tối hôm qua Pháp Hòa có thưa là thù thắng là gì? Là mình những cái gì mình làm mà tới cái chỗ viên mãn rốt ráo vượt trội đều là thù thắng hết. Đều là thù thắng hết. Cho nhiều khi á, mình có nhẫn, mình có tinh tấn, nhưng mà chưa tới chỗ dũng mãnh tối thắng. Thì căn lành của mình mỗi ngày mỗi chút, chủng tánh thiện căn mình ghi nhận, công đức thiện căn mình ghi nhận, tịnh giới tịnh thiện căn mình tu tập, thì mình đưa ba cái này tới cái chỗ gì? Tối thắng. Tối thắng. Tại là cái nào mình cũng quán chiếu được hết. Và khi bất cứ việc gì nó xảy đến, chúng ta đều nhắc nhở mình, này là thiện căn công đức, đây là cơ hội để mình tạo phước. Trong kinh đó Đức Phật có nói, mình có hai loại nghiệp, nghiệp cũ và nghiệp mới. Đấy. Thí dụ bây giờ nè, cái nghiệp cũ của mình đó là mình có những cái mắt tai mũi miệng đây. Nhưng mà mình nhớ là cái mắt tai mũi miệng mà mình đang có lành thiện đây là thiện nghiệp đó nha. Nhưng mà nếu mà chúng ta dụng cái thiện nghiệp này, mình nói lời lành, nói lời phải, thì đây là mình tiếp tục tạo nghiệp mới ở thiện nghiệp. Nhưng mà ngược lại, nếu mình dùng cái miệng của mình, âm ba của mình mà mình nói những điều không lành, thì đây là mình đang tạo nghiệp bất thiện. Dùng cái nghiệp thiện mà đem đẩy nó dần lui để tạo cái bất thiện nghiệp ở nơi miệng của mình. Lẽ ra mình có tiếng nói trong suốt, mình có cái căn lành về khẩu, thì mình phải nói lời lành chứ, để tạo tiếp cái phước lành cho cái nghiệp miệng. Tại sao chúng ta lại đi nói những lời không hay để tạo cái nghiệp bất thiện của miệng? Cho nên riết rồi lâu lâu mình lấy cái nghiệp thiện mà chuốc lấy cái nghiệp bất thiện. Nói theo thế gian bình thường là có phước mà không tạo phước thêm, mà chúng ta dụng phước quá nhiều mà dụng không đúng, thì lâu ngày cái phước này nó mòn. Quý vị hiểu ý mà nói vậy đó. Ví dụ như bây giờ mình có cái đó, mình có tiền thì nó rất là tiện. Đó, chữ tiền là dấu huyền, nó rất là tiện là dấu nặng. Đó, rồi mình phát triển nhanh nhẩu lên là tiện, phải không? Mà mình có tiền sử dụng rất là tiện và thăng tiến lên thì mình là tiền. Còn nếu mà không biết á, mình đánh bài, mình làm những điều không đúng, cái nó thành dấu ngã là tiện. Cũng chữ đó thôi. Cho nên hồi nhiều khi ta nói chơi á, ta nói thiện tai, thiện tai. Thật ra cái chữ đó là thiện thay là lành thay, lành thay. Mình nói thiện tai, thiện tai. Hỏi thiện tai là gì? Không thiện là sẽ có tai. Người không thiện là sẽ có tai. Cho nên hôm nay Pháp Hòa nhân cái cơ hội đại chúng phát tâm về chùa tu tập xuất gia gieo duyên,
Và đồng thời tất cả Phật tử chúng ta ai cũng làm những điều rất là lành thiện trong Phật pháp. Thì Pháp Hòa muốn chỉ thêm cho đại chúng thấy lời Phật dạy, để chúng ta nhận những cái căn lành trong ta có sẵn, để chúng ta phát triển cái đó, tưới tẩm cái đó. Ngày nào mình cũng tụng kinh thì nhất định lời kinh đó sẽ đi vào tâm mình. Tưới mà, mình tưới mà. Rồi khi mà cái gì nó đến thì tự nhiên những lời kinh đó nó đi ra, nó giúp cho mình. Lúc đó mình mới hiểu được thế nào là hoa khai kiến Phật, ngộ vô sanh. Đâu phải đợi lên cực lạc mới hoa khai kiến Phật. Một câu no, một câu lành thiện nằm trong tâm mình mà lúc mình phiền não nó khởi lên mà cái câu pháp nó đi ra đó là hoa khai. Hồi nãy là cái giận nó bùng lên thì không có hoa khai kiến Phật mà hoa khai kiến lửa. Nhưng mà nhờ một câu pháp, thí dụ mình làm đó, tự nhiên có người đi ngang không có làm mà chê, tự nhiên cái câu pháp này nó khởi lên. Ai nói mình hay dở, ta khoan vội trách hờn, khen chê là bài học cho mình sống tốt hơn. Cái câu đó đó nó bùng lên trong tâm mình. Ồ, khen chê là bài học cho mình sống tốt hơn. Hồi nãy mình cung vậy nè, với cái người chê đó, vừa dứt cái câu đó, A Di Đà Phật, hoa khai kiến Phật, ngộ vô sanh, không còn khởi bất cứ một niệm nào nữa. Còn hồi nãy là mình chuẩn bị hoa khai kiến lửa rồi đó, không có làm, đừng có ở đây lộn xộn. Người ta lộn xộn rồi mình theo câu này nữa, cái nó lộn xộn lên nữa. Giờ người đó lộn xộn, mình vẫn định thì cái lộn xộn này nó yên. Hôm tuần rồi á, ở chùa quét bụi, dọn dẹp quét bụi thì bụi nó bung lên. Thì Pháp Hòa mới lấy một cái chậu nước á, Pháp Hòa rải trên cái bụi đó. Thì Pháp Hòa mới nói với mấy chú tiểu ở chùa á, Pháp Hòa nói con biết không, hồi ở Việt Nam á, buổi trưa bụi dữ lắm, gió nó bay. Những nhà nào mà mặt tiền có bụi hay người ta đang làm gì mà người ta muốn không bụi, người ta lấy nước người ta rải lên, để chi cho nước á, nó quện với cái bụi đó, mình quét á, bụi nó không tung. Người tu của mình cũng vậy. Thầy nhìn cái cảnh đó mà thầy quán, thầy thấy rằng á, lời pháp của Phật nếu mình nghe mà mặc dù chưa có thấm đất, giống như mình thấm trong tâm mình nhiều đi nữa đó, nhưng mà một giây phút nào mình mà bụi bặm nó bay lên mà mình có một chút nước pháp mà rưới lên, tuy nó không thấm đất nhưng ít nhất nó cũng lắng đựng lớp bụi trên. Quý vị hiểu và nói vậy đó. Thì cũng như thế, như nãy cái câu mà nói, cái câu đó nói ra xong rồi mình chưa có thành Phật thành tiên gì cả, nhưng mà cái câu đó ra như một cái giọt nước, một cái spray nước, nó làm cho những cái bụi phiền não sắp bung lên á, quên lại, quét. Thành thử ra quý vị thấy rằng tu Phật là gì? Là mình làm sao mình đủ niệm, đủ định, đủ tuệ để các pháp xung quanh mình biến thành Phật pháp hết. Cho cái câu mà hay nói đó, nghĩa là tất cả mọi nơi chốn đều là Phật pháp, mà con không rõ mới theo dòng vô minh. Vì thế mà trong trí bồ đề mà thấy không thanh tịnh, trong cảnh giải thoát mà sanh ràng buộc. Thật ra trong cảnh giải thoát mà sanh ràng buộc. Cho nên á, quý vị cứ nhớ cái hình ảnh Pháp Hòa nói. Ví dụ mình chưa khởi lên được thì ít nhất một cái chút xíu nước pháp nào rưới lên. Một câu niệm Phật tắt lửa sân si, phước đức ai bì, dạy gì không niệm. Nắm muối dù có mặn, vào sông muối sẽ tan, hận thù sẽ tan biến, với tâm người thênh thang. Nói xong rồi á, mai mốt nó giận tiếp, nhưng mà ít nhất bữa nay nó không có phun ra.
cứu vãn được một ngày. Pháp Hòa hay thưa đại chúng, người ta làm lúa đó, ta đập lúa xong ta giục mấy cái bó lúa qua bên. Mình nghèo mình không có tiền đó, mình đi tới mấy cái bó lúa mà người ta bỏ đó, lượm mấy cái hột lúa đó lại, chịu khó lượm hết 100 bó, ít nhất cũng có được lon gạo. Tu bây giờ là tu bòn tu mót, tu bòn tu mót, mình không có giàu có như ai, nhưng mà thôi bòn mót cứ ngàn hột lúa, bằng 100 bó lúa mà người ta bỏ ra ngoài mà mình lượm được á, thế nào cũng con lon lúa. Tu cũng vậy. Cho nên á, Pháp Hòa lấy cái hình ảnh mà spray cái nước á, là quét cái bụi đó, nói với mấy chú. Thường thường Pháp Hòa dạy mấy chú tiểu ở chùa Hòa là chuyện gì nó xảy ra ngay giây phút đó là mình nói liền có hình ảnh để mà các chú thấy được cái ví dụ. Thì bây giờ Pháp Hòa cũng thưa đại chúng vậy. Trên cái câu mà hoa khai kiến Phật, nhiều khi mình không gợi người ta đi về cực lạc đó. Cho nên mình có niệm Phật phải không? Bây giờ đi thêm bước nữa là niệm Pháp. Thật ra là lâu nay quý vị có niệm Pháp mà quý vị không biết thôi. Bằng chứng là mình thuộc kinh đó. Ôi từ lâu ba chốn ngục hình, giam giữ mãi con nguyền ra khỏi. Dẫn lên cái nhớ tự nhiên câu này. Ôi từ lâu ba chốn ngục hình, giam giữ mãi con nguyền ra khỏi. Thôi thì sáng hôm nay Pháp Hòa sinh hoạt với đại chúng tạm như vậy, để chúng ta nói về phát triển cái căn lành, căn lành của chúng ta. Quý vị nhớ là mình có hết ha, chỉ có điều là mình chưa nhận diện để mình tưới cái đó. Bây giờ sáng nay mình theo lời Phật, mình biết được những cái đó mình có, ráng tưới. Và tìm cái môi trường, tưới có nghĩa là mình tìm cái môi trường sống. Và nhớ ngày nào cũng thế, tụng kinh, niệm Phật, ngồi thiền, bất cứ cái hành trì nào quý vị đã quy định, cứ tiếp tục làm. Vì đó là giờ phút tưới tẩm thiện căn công đức, giờ phút đó là tưới tẩm chủng tánh căn lành, lâu ngày nó viên mãn. Đến khi nào mình đối cảnh mà tâm mình vẫn bình an, gọi là đối cảnh vô tâm. Vô tâm không có là mình thờ ơ, mà tâm phiền não không có khởi nữa, mà nhận biết như thật. Chừng đó mình biết là mình có tối thắng thiện căn. Thì theo chương trình là trưa nay Pháp Hòa sẽ gặp lại đại chúng lúc 2 giờ. Phải không? Ở được không? Yếu quá. Thì Pháp Hòa sẽ gặp lại với đại chúng lúc 2 giờ. Thì nếu quý vị có những câu hỏi gì trong Phật Pháp thì quý vị có thể viết giấy rồi để trên bàn giảng đó. Thì tùy theo thời gian mình có, Pháp Hòa sẽ sinh hoạt với đại chúng. Một lần nữa chúng con niệm ơn quý tôn đức đã tạo duyên cho chúng con, và xin biết ơn toàn thể đại chúng đã dành thời gian quý báu ngày hôm nay để về với đạo tràng tu tập A Di Đà Phật. Rồi bây giờ đại chúng hồi hướng nha. Dạ, mời Phật. Đại chúng chắp tay hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật.